tầm cao người ánh sáng, nào ai còn thức với sao khuya. Có nghe tôi hát tôi tâm sự chuyện kể dân gian dưới đình làng, như làn gió xuân bay qua khoảng trời, như dòng suối xanh vờn qua vách đá. Tiếng cười dân gian mãi còn đó với ngày xưa và với hôm nay. Bạn tình ơi, ta lật những trang đời, xua lớp bụi thời gian, tìm về viên ngọc sáng. Nghe tiếng cười trong trẻo tim vui. Thế thầy, hôm nay thầy định kể cho chúng con nghe về cái gì đấy ạ? Chuyện thế gian muôn màu muôn vẻ, kẻ khóc người cười, chỉ tạ ai vinh hoa. Có kẻ ngu ngơ thành ra lại lộc, bởi thánh nhân luôn đãi kẻ khổ khờ. Này, thánh nhân lại đãi kẻ khổ khờ. Thầy ơi thầy, thầy nhìn con có khổ khờ không ạ? Nhìn mặt mày khôn như cẩu bảo là khổ khờ. Con mới là khổ khờ thầy nhỉ. Đấy, ngu ghê. Biết gì? Cậu khôn như cậu ý mà lại gọi là khù khờ à? Đây là cậu ấy. Phải nói cậu Hiền, con bà Hòa bán thịt lợn ở cái làng này này. Đúng rồi, phải là anh Hiền cơ. Chả biết gì. Thằng Hiền đâu? Thằng Hiền đâu? Con chào ông Tránh ạ. Dạ, con chào ông Tránh. Ông Tránh ạ. Chúng mày có thấy thằng Kho, con bộ Hòa nó ở trong chùa không? Dạ không ạ, không ạ. Thế có thấy thằng Hiền Khờ con mụ Hòa nó chạy qua đây không? Không ạ. Thằng này phen này nó sẽ biết tay cụ. Ông ơi, anh Hiền gây ra lỗi gì với ông Tránh thế ạ? Tội gì à? Hả? Tội tay trời. Thấy nhá, tội tay trời, tay trời. Dạ bẩm cụ, phen này ấy, bắt cái thằng Hiền ấy thì cá họ được thằng Hiền phải đền vạ, đền tiền mà không thì phải đền mạng. Dạ. Ông khua môi múa mép vừa. Nội nhật trong ngày hôm nay. Dạ. Ông mà không bắt được thằng Hiền Khờ ấy thì đừng có vác cái mặt về gặp tôi nữa nhá. Dạ. Dạ thưa ông Tránh, dù thằng Khờ nó biến thành tro, thành bụi, con cũng lôi cổ nó vào đây. Dạ để cho ông xử ạ. Đi đi. Chúng mày đâu? Dạ. Dạ. Lúc làng trên xóm dưới bắt thằng Hiền Khờ vào đây. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh chưa? Ôi giời. Dạ con đi ạ. Thằng này to gan thật. Cái thằng Khờ con mụ Hòa to gan thật. Cha. À. Cha tội là do. Do. Ôi, thôi thôi được. Thôi được rồi. Không nói nữa. Không khóc nữa. Đấy. Mọi người chứng kiến nhá. Bây giờ con đây. Con cứ kể hết chuyện cho mọi người biết đi. À, không có lại mang tiếng là tôi là Tránh Tổng, tôi đi ước hiếp người Hiền. Dạ, dạ thưa cụ Tránh, xin cụ cho chúng tôi được biết là cậu Hiền Khờ, cậu ấy đã gây ra tội lỗi gì mà để khiến cho cụ tức tối đến vậy ạ? Đấy, con nói đi, nói cho mọi người biết hết đi. Đúng con rồi. Cứ nói đi, không ngại gì hết, cứ nói đi. Cô mệt kể đi. Cô kể chuyện đi, cô kể hết cho mọi người nghe đi cô mệt. Dạ, chuyện là... Ông ơi, ông ăn bưởi ăn bỏ. Tiền đi mà tiền. Đã xấu là còn đòi tiền, thế còn còn quá nữa xin tiền, còn không. Xấu là còn đòi tiền.
không có đứa nào xinh cả. Con gái nhà mình xinh. Con gái nhà mình xinh. Này, em ơi. Này, cô mẹ đến kia. Em ơi. Ông ơi. Cái gì? Cô mẹ cho ông tránh không ạ? Mẹ cho ông tránh à? Vâng ạ. Không dám. Anh chào mẹ. Mẹ ơi, cho anh hỏi này, thế tại sao mẹ ra chợ đông người như thế này lại ăn mặc hở hang thế này à mẹ? Mẹ thích thì mẹ mặc thôi. Mẹ mẹ xinh thế. Này, tại sao mày lại lấy quả bầu để mày dí vào cái chỗ hấp dẫn cao sang thế này hả? Lão mẹ xinh quá nhỉ. Cô chị, mày nhòm cái gì nữa hả? Đi chơi cho khác. Đi. Con đi không? Con đi. Ông là người phải đi chỗ khác ấy. Hả? Thế anh mới là người đi chỗ khác à? Này, có gì gọi anh nhé. Anh bảo vệ mẹ. Đi à? Thế mình đi nhá. Có gì gọi bảo vệ mẹ nhé. Cóng ra. Cóng ra mẹ. Trời lại mưa gió thế này nhờ. Hay là mình đi. Thế tay. Bà con đây là mẹ của em đây. Mày thì già đanh, trông nhăn nheo như là cái quả sấu héo ấy. Mày đã lấy được vợ đâu. Mày thế là mày thích thôi. Đấy, bà con chứng kiến nhá. Tất cả mọi người nghe rõ đầu đuôi câu chuyện rồi nhá. Phen này tôi mà bắt cái thằng Hiền Khờ ấy, nó sẽ biết tay tôi. Mày đi về. Mẹ. Con này đâu này đấy. Con chào ông Tránh ạ. Ui, phe này anh Hiền nát đít rồi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, làn nước ơi, làn nước ơi, làn nước ơi. Con tôi nó bị oan. Nó dại khờ, nó không biết cái gì đâu. Thầy đồ ơi. Thầy đồ ơi, bây giờ thầy giỏi văn giỏi chữ. Thầy thương tôi. Thầy viết một lá đơn chân tình nói rõ sự việc đi. Con tôi nó bị oan. Mà tại sao Tuấn Linh lại bắt nó, thầy đồ ơi? Chúng tôi đã nghe chuyện của cô thị mẹt kể về cậu nhà rồi. Rồi rồi. Muốn giúp được cậu nhà bây giờ, chỉ có một người có thể giúp được. Ai? Thầy đồn giúp tôi nói đi. Ai mất bao nhiêu tiền tôi cũng xin giao hết tiền ạ. Ai? Chẳng ai xa lạ đâu. Đó chính là ông Khóa Còm, người vừa giỏi văn lại thông hiểu luật lệ của triều đình. Bà cứ đến tìm ông ấy, chắc chắn ông sẽ giúp được bà. Thầy Khóa Còm. Vâng vâng, tôi cảm ơn thầy đồ. Bây giờ tôi sẽ đi gặp thầy Khóa Còm. Vâng. Tôi đi gặp ngay đây ạ. Đây. Đi ra khỏi nhà tôi. Ông đi ra khỏi nhà
thân tôi mà. Trời ơi. Hồng Nhan thì bạc thật. Tôi biết ngay bao nhiêu công của tôi chỉ đốt hết vào ông thôi. Sao tôi lại để lại ông trong như thế à? Trời ơi. Ôi mình ơi, mình ơi, mình đừng có gào lên nữa. Khổ quá. Tôi đã thi 5 lần 7 lượt nhưng chưa được là vì số tôi nó đen. Mình cứ cho tôi thi thêm vài lần nữa, biết đâu tôi làm ông công hương ông hội thì sao? Ông hương ông hội cái gì? Ông á, ông làm ông cống còn không xong ấy, đòi làm ông hương ông hội à? Ông làm ông hương ông hội thì đúng hơn ấy. Ôi ôi, tôi đi xem quẻ rồi, tôi rút quẻ của ông rồi, ông biết nó màu gì không? Màu gì? Màu đen. Mà nó xấu nhất trong những loại thẻ xấu ấy. Số tôi nó bạc mà, không bao giờ được nhờ chồng cái gì đâu. Bao nhiêu tiền của trong nhà nó chạy theo ông để ông đèn sách kinh sư rồi. Trời ơi, tôi đi chết đây. Mà ông kể cho tôi nghe ngay, ông thi những cái môn gì kỳ vừa rồi hả? Nhiều lắm, nhưng mà thi ăn thì tôi thua trạng ăn. Ôi dồi ôi. Thi đánh cờ thì tôi thua trạng cờ. Sao lại thua? Thi vật thì tôi thua trạng vật. Cho nên tôi đành phải thi chữ. Tôi biết mà, ông có được cái gì ngoài cái môn thi chữ đâu. Đâu kể cho tôi nghe ông thắng ai. Ông thắng ai hả? Bình thường là tôi thắng đấy. Nhưng mà nhưng sao? Luật lệ của trường thi là họ cấm viết ra những cái tên mà phạm húy của vua này, của hoàng hậu này, của cung tần mỹ nữ này, của họ hàng thân thích của nhà vua. Cho nên tôi chẳng biết ghi cái gì, tôi đành nộp giấy trắng. Cho nên là lại trượt vỏ chuối ngã trọng cọng. Ôi trời ơi, hai con có mỗi hy vọng cuối cùng của tôi ông cũng dập nốt thì tôi sống để làm gì? Tôi sống để làm gì à? Tôi nói chưa hết, tôi thi không được, cho nên tôi định xin đi làm. Làm gì? Tôi đến bộ công ý, thì họ bảo tôi là người nhỏ bé không có dáng làm quan. Thế sao không đến bộ hình bộ lại mà xin? Bộ hình bộ lại toàn những người mặt to này, tai to mặt lớn mắt híp này. Tôi thì rách như sơ bướp này, nó chỉ có dáng làm ăn mày thôi. Cho nên là chỉ tôi hợp nhất là vai phó thường dân. Này, tôi nói cho ông biết nhá. Trong cái quẻ của tôi ý, là cả đời không bao giờ có thể làm vợ của phó thường dân mãi nhá. Ông làm thế nào thì ông làm nhá. Còn không ông đi ra khỏi nhà tôi. Tôi không thể chịu nữa, bao nhiêu của cả nhà tôi theo ông đi học rồi. Đến bây giờ rồi. Ôi ông có biết là tôi phải như thế nào không? Ông đi đi. Ông đừng trở về đây nữa. Ông đi đi. Tôi đi thế nào được? Tôi còn về phải trả nợ chứ. Cũng còn nhớ là nợ cơ đấy. Nhớ chứ sao không? Thì đây nhá. Tôi vay 5 phần để mua sách với mua bút nhá. Lãi 7 phân để tôi nuôi sống cái miệng khóa còm này. Tôi vay tôi nhớ hết rồi, tôi quên đâu. Ông nhớ ai? Ông nhớ ông nợ ai hả? Ai? Bà nhớ hộ tôi ai nhỉ? Sao mà ông nhớ? Ông có biết cần đi thịt ông ăn trong cần đấy ngày rời là ở đâu ra không hả? Thì bà lấy đâu? Bà Hoa. Cái bà mà giàu có và ghê gớm nhất cái làng này đấy. Tôi đã phải lạy đục van xin người ta chỉ để ông ăn. Còn tôi chỉ dám ăn rau ăn cỏ, chỉ mong một ngày ông sẽ làm tôi nở mày nở mặt. Ông sẽ làm cho tôi được sung sướng. Mà bây giờ ông trả lại tôi thế này, tôi nợ nần người ta, tôi lấy đâu ra bây giờ? Sách bút của ông mang hết đi đi. Ông đừng ở nhà tôi nữa, ông đi. Biết thế thì không ăn thịt, ăn toàn rau nữa mà trả nợ. À, tôi biết cái bà Hòa đấy rồi. Bà Hòa bán thịt lợn, có phải là cô mẹ của cậu Hiền Khờ đấy không? Hả? Đúng rồi đấy. Ông nghĩ ra cách đi. Tôi sẽ nghĩ ra cách để thoát nợ mới được. Chẳng nhẽ cái đầu này lại không nghĩ ra. Ông nghĩ đi nhá. Ông nghĩ xong thì tôi và ông nói chuyện tiếp. Còn nếu không ý, ông đừng về nhà tôi nữa. Kìa bà ơi. Tôi cho tôi vào với. Ông đi đi, đừng về nhà tôi nữa. Không nghĩ ra cách thì ông đừng về. Bác khóa cỏ ơi,
kìa. Ôi giời. Bà Hòa. Bà. Có việc gì nữa bà? Giúp em một việc, mở cửa cho em bà, em nói chuyện. Vâng. Bình ơi, có bà Hòa sang chơi đây này. Ông đừng có lừa tôi, để đi vào nhà nhá. Không nghĩ ra cách giả nợ người ta thì ông đi đi. Khổ quá. Tôi nào có dám lừa bà. Bà Hòa sang đây chơi thật đây này. Tôi nói cho ông nghe nhá, bà Hòa mà bà ấy sang nhà mình chơi á, thì tôi phải nhờ cái con mụ ghê gớm đấy, nó xé xác ông ra, nó mang ông ra chợ bán thịt chứ nơ. Ờ, gớm nhỉ. Hôm nay vợ thầy Khóa Còm cũng mồm miệng, cũng độc mồm độc miệng ra phết nhỉ. Đấy, vừa mới nói đến thì cái Hòa thịt lợn tôi đã có mặt ở đây rồi. Chào chị, tôi đứng đây chờ suốt từ nãy đến giờ mà chả mở cửa cho tôi vào là thế nào. Ôi bà, chừa cái mồm hư. Bà ơi bà, em biết lỗi rồi ạ. Thế nhưng mà thưa bà, thực sự nhà em bây giờ không còn một cái gì để trả nợ vào đâu ạ. Xin bà và thư thư một thời gian nữa rồi vợ chồng em sẽ kiếm tiền trả bà. Chứ bây giờ bà có giết chết nhà em thì nhà em cũng phải chịu thôi. Xin bà tha tội, từ từ bà hãy đòi nợ bà nhá. Khổ quá, hôm nay tôi sang đây không phải là tôi đòi nợ. Mà xin làm gì ạ? Mà tôi sang đây, vâng, tôi muốn nhờ thầy Khóa gỡ cho tôi một cái vạ tày đình. Vạ gì hả bà? Là sao ạ? Mà đứng đây không thể nói được. Cho tôi ngồi vào chỗ nào đấy. Mời bà ra đây ạ. Mời bà ngồi ạ. Dạ. Sao bà nói gì? Bà cho xin cốc nước. À vâng ạ. Đây ạ. Dạ. Dạ mời bà ạ. Vâng ạ. Bà cứ từ từ rồi nói ạ. À. Hai bác có biết cái cô Mẹt, con gái cụ Tránh không? Biết ạ. À, cái cô đấy mỏng mày hay hạt, nổi tiếng nhất vùng này chứ gì. Vâng, đấy, cái cô mà 16 hay là 17 tuổi ấy. Cái bộ ngực to cứ như là hai trái dừa ấy. Cái mông thì cứ núng na núng đính, đung đa đung đưa cứ như là thuyền gặp sóng ấy. Cái đôi mắt nhá, sắc như là rau câu ấy. Còn cái đôi môi ấy thì lúc nào cũng ửng hồng lên, cứ mời mọc chào đón ấy. Ôi trời ơi, khổ quá cơ. Em đến đây là để em nhờ bác Khóa Còm giúp em nói thế nào với cụ Tránh. Thằng Hiền nhà em nó không có cái tội gì cả. Thằng Hiền có nhà bà. Dạ vâng. Nó bị sao? Ôi trời ơi, chứ các bác không biết cái chuyện gì à? Không ạ. Ôi, chuyện là thế này. Từ dung buổi sáng nay chả biết làm sao cả. Thế là thằng con nhà em bị quân nhà cụ Tránh đến nhớ, gô cổ, nhốt vào chuồng lợn. Thế là cụ Tránh bảo thằng cu nhà em là nó lấy cái bộ tay của nó thế này này, nó sờ vào ngực của cô Mẹt ý. Ôi trời ơi. Mà nào có sờ đâu, khổ lắm cơ. Cô Mẹt, cô ấy lấy cái bộ ngực của cô ấy, cô ấy cọ vào tay thằng Hiền nhà em. Chứ thằng Hiền nhà em làm gì mà dám sờ vào ngực cô ấy. Cổ ghê cơ. Nếu cái chuyện này mà có thật ý, thì cãi lý là khó đấy. Hả? Sao hả Bình? Vì bộ ngực nó không phải tự mà chạm vào tay của người kia được. Chỉ có thằng Hiền lấy tay cọ vào bộ ngực thôi. Ấy! Thế làm gì có cái chuyện đấy? Này nhà bà phải bán cả nhà, cả cửa, cả ruộng, cả vườn đi mà chạy tội chứ. Tôi chết, thế là tội nặng lắm đấy bà. Ôi trời, tôi chết rồi. Tội nặng lắm đấy ạ. Thế sao? Tôi chết rồi. Bác Khóa Còm ơi. Dạ. Thôi thì biết này, bác văn hay chữ tốt, bác giúp nhà em, bác thả một lá đơn, bác trần tình giúp hộ em, bác gửi cụ Tránh cứu thằng Hiền con em. Bà có được không hả Minh? Bà tưởng giúp là dễ đấy à? Phạm vào cái tội này là phạm vào tội thuần phong mỹ tục. Khéo là bị bỏ tù mọt gông. Không thì cũng bị đánh đòn tuốt xác rồi chứ. Ôi dồi ôi bà ơi. Ôi chết đấy bà ơi. Ông. Ôi chuyện này tôi không giúp được đâu. Chủ ý, cơ hội để lập công chuộc tội mà cứ chối đây đẩy như thế nào bà. Ông có giúp không tôi xé đất tài ông ra bây giờ. Thôi, để tôi nghĩ đã. Thôi, nghĩ ngợi cái gì. Bây giờ chăm sự, việc gấp lắm rồi. Chăm sự em nhờ hai bác giúp con đấy, gấp lắm rồi, đi nhanh lên. Con của bà phạm vào cái tội to như núi Thái Sơn. Dạ vâng. Khó rồi đấy. Em biết là to như núi Thái Sơn, chính vì vậy mà em mới nhờ bác. Đúng thế rồi. Bác ơi, bác còn cách gì bác giúp thằng con nhà em không ạ? Mà ông cụ Tránh lại là người oai phong lẫm liệt nhất cả cái vùng này. Vâng. Là cách nào bây giờ? Bây giờ bác ơi, bác viết một lá đơn, xong rồi bác nói với cụ Tránh xá tội cho thằng cu nhà em nhớ. Tôi không viết được.
Thế ông viết đơn là nghề của bác cơ mà. Bác có viết giúp được em không ạ? Tôi không viết được. Bác ơi, thế em đã nói tha thiết như thế mà hai bác không giúp được nhà em ấy ạ? Không. Có giúp được thằng cứu được thằng Hiền nhà em không ạ? Khổ quá, tôi không biết được là không biết được. Không giúp được ấy ạ? Tôi không giúp được. Nếu mà không giúp được thì đã thế này, hôm nay ấy em sẽ phải đi đòi nợ. Em sẽ phải đòi hết nợ để em lấy tiền em chạy tội cho thằng con trai em. Bà ơi, bà bình tĩnh, bà ngồi xuống đã. Bà cứ bình tĩnh ạ. Thực ra là ông nhà em là chỉ làm cao với bà một tí thôi. Chứ còn chắc là sẽ có cách giúp bà. Bà cứ để em bắt ông ấy phải nghĩ ra cách. Chờ em một tí bà nhớ. Ui, ông có đầu có óc không hả? Bây giờ ông có nghĩ ra cách nào không? Thực ra ấy, tôi làm vợ ông bao nhiêu lâu nay, ông giỏi cái gì tôi biết hết. Trình độ thơ phú văn chương của ông không đi thi thì thôi, chứ ông mà thi thì ông phải đỗ ngôi tể tướng ấy chứ. Bây giờ như thế này nhá, mình cứ lấy thơ phú mà xóa đi cho nó gọn. Thơ phú nào mà gỡ được cái tội tày đình này? Thì bây giờ ý tôi là thế này nhá. Ông cứ mang thơ của ông ra, ông thưa với cụ Tránh đại loại cái ý là con gái của cụ nó cứ phổ phang mà lại có cái bộ ngực nó cứ phốt phát ra như thế, thì đến bụt cũng phải động lòng. Đúng. Nữa là cậu Hiền đúng, ngây thơ non tơ nhà bà Hoa, đúng không? Bây giờ ấy, sự việc nó đã xảy ra rồi. Nếu như mà nhiều người biết thì nó chỉ càng thêm xấu hổ mặt cụ thôi. Chi bằng cụ cứ làm một chữ chữ gì? Chữ L đi, thế là xong, được không? Bà bảo viết như thế thì ai chả viết được. Nhưng mà cái chính bây giờ ấy, là phải sang nhà cụ Tránh ngay. Nói ra cho cụ ấy hiểu và mong cụ ấy thông cảm để mong cụ tha cho. Thế thì bây giờ mọi người phải đi nhanh lên rồi. Không có cụ Tránh giết chết con tôi đấy. Đi luôn. Vâng ạ, nhanh cái chân lên. Nhanh lên, thả dạo lên. Đời thuốc ngủ đa lù đủ rồi. Vâng, đi bà. Rồi, nhanh. Ăn bà rồi, có được ăn bà đâu mà cứ nhỏ. Đúng rồi. Tránh ra. Ông có cao bằng tôi không? Ông đừng có xỏ tôi nhá. Thế tôi hỏi ông, bụng ông có to bằng bụng? Cái này thì tôi thua. Ý chuyện. Tôi nói cho ông biết, hôm nay tôi đi ăn vạ mang theo cái túi. Cái túi này của tôi đựng chí ít cũng được 10 con lợn. Các cụ mà ăn không hết thì tôi mang về. Ông Hương này, ông Tống này, phải nói là cái ông này là tỉnh táo giao phết đi. Chuyện mà tôi nói cho ông biết nhá. Cái gì? Ông không bằng tôi đâu. Ông xem đây. Ôi con hỏi gì không phải? Có khi con chui vào đây cũng lọt đấy ông nhỉ? Chứ sao có ai mà cũng lọt đấy nhỉ? Tiếp con ông Cống, thế ông mang theo cái gì? Tôi á, bụng của tôi chứa được 5 con trâu. Còn phải mang cái gì? Thôi, chúng ta vào thôi. Tôi mời các ông ạ. Chúng ta vào nhé. Ta vào đi. Bảo nhỏ mà cái gì mà cứ nhỏ mãi thôi. Ôi dồi, sao lâu thế ông ơi? Nhanh cái tay cái chân lên. Cứ vậy từ từ. Mang nước mắm về đây. Hầu đâu? Mang cụ làng ra đây. Ông bỏ ngay cái tính gì nhá. Mấy chục năm nay mà không trừ được cái tính ăn bốc kìa. Nhưng mà con đói quá rồi. Chết thôi, hết cụ cái không tính. Cảm. Tham ăn tục uống. Ấy bà trông kìa.
Có ăn vác mặt đến sướng thế. Chào ba cụ. Mời ba cụ vào ăn cỗ quả lạc. Chào bà Chánh ạ. Chào cụ Lý. Vâng. Từ cụ Chánh này tôi ngửi thấy cái mùi thịt lợn cái này tôi đến ngay ạ. Phải rồi. Mũi các ông thính ngang với mấy con cẩu ở xóm chợ. Ông nói thế là không chính xác. Phải nói chính xác là chúng tôi nghe thấy tiếng chọc tiết lợn thì chúng tôi đến đây. Ông Chánh ạ. Tiếng chọc tiết lợn éc éc. Cái việc của ông là việc thu thuế làng. Ông làm xong chưa? Dạ thưa với ông là chưa xong à. Chưa xong à? Chưa xong. Chưa xong. Ông ở đây làm gì? Ông đi thu thuế làng về đây cho tôi. Ông đi luôn đi. Dạ vâng tôi đi. Nhưng mà tôi đã ăn cái gì đâu ạ. Vậy thì tôi xin đĩa lòng. Dạ. Đứng im đấy. Đứng im đấy. Được rồi. Cứ bê lòng đứng im đấy. Ăn nhanh thế. Ai da. Còn cái ông Thịnh Cống già này, ông Cao Kiều này, cái việc của ông ấy là việc trông coi ở ngoài đình. Ông vào đây làm gì? Ông chưa ăn uống gì gì? Ôi trời, mặt thì thế là biết là đói lắm rồi. Thôi được rồi, này, cái đĩa lòng ấy mang ra ngoài kia, hai ông chia nhau nhá. Đĩa của tôi nhớ là phải chia cho ông Thịnh Cống rồi nhá. Thế hai ông về đi, hai ông về đi. Đi luôn đi. Chào các cô, chào các cụ à. Rồi đi đi. À chúng ta này, con đâu? Con đâu? Ở lại. Mày đấm lưng cho ông. Đấm đi, đấm đi. Con đấm lưng. Đấm đi. Đi ăn vạ làng có cả người đấm lưng. Ông vừa giấu cái gì đó? Dạ không, có cái bà bé bé. Tôi nói cho các ông biết. Ông đi ăn khao làng, đi ăn vạ làng. Mà ông mang cái bao tải thế kia. Cỗ đâu mà lắm thế? Dạ bẩm cụ Chánh thì nhà thằng Hiền khờ nó thịt lợn nó thiếu gì đâu, cơ mà ăn vạ cả tháng không hết chứ ông Lý nhỉ. Hú trời ơi, thôi để ông ăn đi nào. Ui mời các vị. Thôi thôi mời cụ Chánh ạ. Thôi ăn nó vừa vừa thôi. Ôi, tính ông thế kệ ông thôi. Ông ăn đi. Mời cụ. Dạ mời bà Chánh. Ăn thoải mái đi. Tính cụ ạ. Lòng này giò này ngon lắm, cứ ăn thoải mái. Vâng, tôi mời cụ ạ. Mời ông. Dạ vâng. Chỉ ăn cái này thôi. Dạ mời cụ ạ. Bà không phải lo. Thịt ế. Lòng ở ngoài chợ mấy hôm mà không bán là có mùi rồi. Cứ kệ không, cho cậu ăn cho thoải mái. Ngon không? Dạ ngon ạ. Ngon dạ, lắm không? Dạ ngon. Ăn hết đi. Ngon. Ăn nhiều vào. Đấy ăn đấy. Ngon. Thôi ông uống đi, ông uống. À. Này ăn đi. Quỳ nãy giờ vâng, mỏi gối chưa? Bà ơi, con mỏi lắm rồi. Bà cho con ngồi xuống, không thì con nằm ra đây cũng được. Ông này, ông ăn nó vừa thôi. Đừng có mà mơ nhá. Quỳ lên. Đi đi. Tôi là tôi rất thích cái món giòi nhưng mà... Bà ơi, con đói quá. Bà ông bà cho con ăn với. Cái này. Làm cái trò gì đấy ạ? Mày coi thường các ông à? Quỳ xuống. Này, có tội mà không biết tội. Tao nói cho cái mặt mày biết nhá. Tội của mày là cái tội tày đình. Mày dám ăn oản của đền đúng không? Thế thì mày phải chịu tội nhá. Cứ quỳ ở đấy rồi mà dần dần mà chịu tội đi con ạ. Bà ơi, ông bà cho con xin bát cơm với cả miếng thịt lợn. Chứ không con mà lả con đói ra đây thì ông bà không khiêng được con đâu, rồi con sắp ngất rồi. Mặc sát mày. Ôi con này. Ôi bà ơi. Này, cái thằng Tạ Mốt này, mày có thích giống cái con lợn thiêu này không? Các ông ăn đi, ăn thoải mái đi. Lợn ngon lắm. Cả gà ngon. Lợn rất ngon, ngon hơn gà nhiều. Ăn đi. Áo kín chín vào, người ngoài người ta nhìn thấy là không hay đâu ạ. Khoác làm gì? Để cho nó mát. Mặc vào bức bi khó chịu. Mà cái thằng khờ ấy, nó cũng hưởng hết rồi. Bây giờ giữ làm cái gì nữa?
mày đứng ra đây. Mày đứng đây cô bảo. Cô, nhưng mà cô định làm gì em? Đứng ra đây cô thử xem nào. Cô làm gì em đây ạ? Thế, cái cảm giác đấy nó thế nào? Cảm giác á? Em chẳng nói đâu. Giời ơi. Thôi, cô bảo nói đi. Không, tại vì cô cũng vừa mới trải qua cái cảm giác ấy rồi nên muốn hỏi mày xem cảm giác có giống của cô không đúng mà. Không. Em chẳng nói đâu. Bà, cô xin lỗi bà. Mày dẫm vào chân bà. Ôi giời. À. Cô xin bỏ qua lỗi cho con ạ. Con mới dậy này, mắt mũi mày để đi đâu hả? Mày dẫm vào gãy chân bà thôi. Dạ, chỉ tại con thương cô con quá thôi ạ. Thương cô quá. Mày không được câu nào tử tế hơn câu đấy à? Nhưng mà con thương cô con thật lòng. Biến ra kia. Dạ, cô xin phép bà. Đúng là đùi ong tay áo. Ơ kìa, sao mà mặt cái đần ra như thế? Gì? Thế khi nào thì cha con xử thằng cờ kia? Ăn xong thì xử, chứ còn làm sao nữa? Ơ, này, mà dì ơi, thế xử nó có nặng không ạ? Nặng không á? Này, không phải là nặng nhá. Mà phải cho tù một gông ấy nhá. Ôi dồi, thế cơ á? Con bảo này, hay là bây giờ nhá, mình tha cho nó, xong rồi mình đưa nó về, nó làm người hầu cho dì con mình, thế chẳng tốt hơn hả nhở? Thế à? Tha cho nó à? Vâng. Để nó về nhà mình nó làm người hầu à? Tốt quá à? Tốt cái đầu mày nhá. Rồi ôi, thầy mày nuôi mày đến ngần này rồi, mày báo hiếu thầy mày như thế hả? Nhà mình là nhà danh gia vọng tộc, thiếu gì người ăn kẻ ở đâu mà mày tha cái thằng khờ vào đây để nó phá nhà ra. Giời ơi. Hay là mày thương xót nó hả con? Tao nói cho cái mặt mày biết nhá. Mày ở yên đây nhá, cấm đi ra ngoài. Tao gọi mày được ra nghe chưa? Con chả cái. Thank you.